Em chào các bác nha, bác nào chưa ngủ thì xem live của em nha các bác nha. Em có một cái đơn hoàng nhãn tháng 4 rất là thơm luôn này, cực kỳ thơm, cực kỳ đẹp luôn này. Đây hoa của nó đây nhá, hoa của nó vàng tím này, đó vàng tím nha. Đây cái này một cây thì nó nở bông rồi, còn một cây nó chưa nở ra bông đâu nhá, nó đang nụ nhá. Đây cây này thì cây lá mít to này, cái này thì em đếm rồi. Lá chỉ biết bao nhiêu cây này, 2, 4, 6, 8 này, 10, 12, 14, 14 lá nhá, 14 lá này, đó rất là to luôn cây này nhá, cây này này, đó cây này em bán có giá là 600k này, đó 600k lô đầu tiên này, đó, em bán 600k vậy là rẻ rồi các bác ơi, đây bản lá cũng to này, riêng các bác đi mua chỗ khác đơn này phải 8, 900, 1 triệu này, đó em bán có 600k thôi, lô đầu tiên. Tiếp tục lô thứ hai này là cây nhạn rời to rất là đẹp luôn này, 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 lá nhá. Đó, 12 lá cây nhạn to này. Cái này em bán 300k nhá, 300k này, đây là lô 2 này. Và tiếp tục lô 3 là hoa là trâu, trâu nha các bác nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 4 này, 6 này, 7 này, 8, 9 này, 11 này, 13 cây trâu này nhá. Lô này em bán cái giá là 370k này, 370k đây là lô 2, lô 3 này. Tiếp tục lô 4 này, lô 4 là lô combo nhá. Lô 4 lô combo là hài ao sóc này. Rồi em khuyến mãi một cây trâu này, cả cái đơn cảm báo nhá. Lô này em bán 200k này, đây là lô 4 này. Rồi tiếp tục lô 5 là cây trâu, cây hoàng nhãn nguyên bản này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 cây này. Đó 5 cây nguyên bản đẹp này. Đây lô này em bán có giá 250k nhá, 250k này. Đó đây là lô 5. Rồi tiếp tục lô 6 này các bác ơi, lô 6 là trâu to này. Đây một cái trâu to rất là đẹp này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7 cây nhá. Đó lô này là 7 cây to này. Lô này em bán với giá 450k nhá, 7 cây to này, 450k này. Đó đây là lô 6. Tiếp tục lô 7 này, cây nhãn rất là đẹp luôn, nguyên bản này, rất là to này. Cái này bán 300k nhá, nguyên bản nhãn nhá. Đó. Chồng á. Đây là lô 7 này. Tiếp tục lô 8 là cái nhãn rời này. To đẹp luôn nhá. 1 này, bà lá cũng to này. 2, 3 này. 4 cây nhãn to này. Đó lô này em bán 350k này. Đó 350k nhá. Đây là lô 8 này. Tiếp tục lô 9 là lô hoàng nhãn toàn lá mít đẹp này. Lô này em bán 200k nhá, lô 9 nhá. Lô 9 này. Còn lô 10 là lô nhãn rời này, rất là đẹp nhiều cây luôn này. Đó lô này em bán có giá là 200k nhá, 200k này. Đây là lô 10. Tục lô 11 này, 20 cây trâu này các bác ơi, có cả lá mít đẹp luôn này. Đó 20 cây trâu lô này em bán có giá 350k nha. Đó 350k này lô 11. Lô 12 2 cây ngọc hoa hoàng nhạn này, đó rất là to đẹp này. Đó lô này em bán có giá là 300k này. Đó 300k nhá. Đây là 12 này. Và tiếp tục lô 13, lô 13 là cây cây nhãn lá mít rụt này, rất là đẹp luôn nhá. Cây này 1 2 3 4 6 cùng 6 cặp lá nhá, tương đương 12 12 lá này. Đó, lô này em cũng bán, em bán có giá là 250k thôi nhá, 250k này. Và tiếp tục lô cuối cùng này. Một cây chinh bạch này. Hai đơn chinh bạch này. Một thóm đen rô rất là to này.
Đó, lô này em bán 200k thôi nha. Bất nào yêu hàng gì thì cứ gọi theo số máy của em nha các bác nha. Em chào các bác nha. Chúc bác buổi tối vui vẻ nhé.